Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Khán thính giả của Tin Vui Media thân mến, phúc âm hôm nay Thánh Gioan nhắc lại lời xác quyết của Đức Giêsu khi Ngài bày tỏ tình yêu cho nhân loại. Chúa Cha đã yêu mến Thầy như thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Lời nhắn nhủ ấy của Đức Giêsu có ý nghĩa gì? Xin kính mời quý vị cùng nghe lời Chúa hôm nay và phần chia sẻ của Linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường. Tin mừng Chúa Nhật thứ sáu phục sinh. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu như anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy. Và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái
và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý vị, phúc âm tuần này Chúa Giêsu cứ lặp đi lặp lại cái lời yêu thương như nhịp đập của trái tim trước khi Chúa chịu chết. Yêu thương được coi như lời trăn trối Chúa trao cho các môn đệ, lời trăn trối luôn rất thiêng liêng và không thể không thực hiện. Và có hai điều độc đáo trong lời trăn trối này. Thứ nhất là hãy yêu thương nhau. Cứ tưởng Chúa đã yêu con người thì con người phải yêu lại Chúa cho có đi có lại mới toại lòng nhau chứ. Nhưng Chúa không bảo vậy. Chúa lại bảo con người hãy yêu thương nhau. Chúa căn dặn như vậy có lẽ bởi vì chúng ta có kinh nghiệm sống đạo. Mến Chúa có khi lại dễ hơn là yêu người. Và thêm vào đó, có khi yêu người ngoài lại dễ hơn là yêu người trong nhà. Với người ngoài thì mình vui vẻ, hòa nhã. Mà với người trong nhà thì khi mình lại cau có, khó chịu. Đi đạo, có những khi mình mải mê mến Chúa mà lại mòn mỏi yêu người. Vì thế, Chúa phải trăn trối, các con hãy yêu thương nhau. Và điều đó thứ hai đó là yêu thương như gương Thầy. Yêu như Chúa yêu chứ không phải yêu như mình muốn. Xã hội thời nay nói nhiều về cái chuyện yêu như thế chỉ giới hạn vào cái chuyện thỏa mãn khoái lạc. Để rồi lâm cái cảnh yêu nhau lắm cắn nhau đầu. Hay là chỉ giới hạn vào cái chuyện yêu bạn lại ghét thù. Còn yêu như Chúa là mình yêu mãnh liệt đến độ sẵn sàng hy sinh hiến dâng mạng sống vì người mình yêu. Là yêu bao la tình không biên giới. Chúa ban cả thánh thần cho dân ngoại như trong bài đọc 1. Và là yêu bình đẳng đến độ Chúa và con người trở thành bạn hữu của nhau. Kính thưa quý vị, tình tuyệt vời quá phải không ạ? Nhưng có người chép miệng, Giêsu lại chua tuổi. Chỉ có Chúa mới yêu được như vậy thôi chứ còn con là con người làm sao mà yêu nổi? Đúng là khó lòng mà yêu như Chúa nếu chúng ta chỉ cậy dựa vào sức riêng của mình. Nhưng sẽ làm được nếu chúng ta cậy nhờ ơn Chúa bằng cách ở lại trong tình thương của Thầy. Khi ấy Chúa yêu chúng ta yêu nhau. Ôi bao la tình Chúa chan chứa tình người, vui cười hạnh phúc. Amen. Chúa đã yêu nhân loại bằng tình yêu trao hiến trọn vẹn. Cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa đã thật sự xóa nhòa mọi khoảng cách. Ước gì mỗi người trong chúng ta luôn nhớ lời căn dặn của Chúa, luôn biết sống yêu thương nhau. Phần chia sẻ của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường đã kết thúc chương trình hôm nay. Kính chúc quý vị một tuần lễ tràn đầy niềm vui và ân sủng Chúa. Ai yêu mến thầy thì tuân giữ giới răn của thầy.